Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 14 tháng 10, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng dựa trên tiềm năng lợi thế cạnh tranh của từng địa phương trong tỉnh. Mục tiêu nhằm hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển các chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được xác định bao gồm lúa gạo, rau quả, mía đường, thức ăn chăn nuôi, thịt và trứng gia cầm, lợn thịt, bò thịt, bò sữa và các sản phẩm từ sữa, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre luồng và các sản phẩm từ tre luồng, tôm, sản phẩm hải sản khai thác xa bờ và ngao nuôi. Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể về diện tích, sản lượng, chế biến, thị trường tiêu thụ cho từng sản phẩm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời đưa ra các giải pháp cơ bản để thực hiện các mục tiêu trong từng giai đoạn. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời lưu ý đơn vị xây dựng đề án cần quan tâm đến quy mô tổ chức sản xuất của các sản phẩm chủ lực, khuyến khích thu hút đầu tư sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tạo sản phẩm hàng hóa lớn gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Với sản phẩm chủ lực trồng trọt, cần bổ sung thêm hai loại cây trồng là cây ngô và cây gai phục vụ chế biến. Đồng thời, cần quan tâm đến giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững, rà soát lại các chính sách để tham mưu cho tỉnh, ban hành những chính sách mới trong giai đoạn tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp với các đơn vị liên quan, sớm bổ sung hoàn thiện đề án. Hôm qua ngày 14 tháng 10, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, sửa đổi bổ sung 28 điều của luật cán bộ, công chức và 15 điều của luật viên chức cũ. Trong đó, luật cán bộ, công chức mới không quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập, giao chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện chế độ công chức đối với người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước. Điểm mới đáng chú ý trong luật viên chức sửa đổi bổ sung là về công tác đánh giá viên chức. Theo đó, việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm, đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm, đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật bổ nhiệm lại, quy hoạch. Luật cũng quy định đối với viên chức được tuyển dụng mới sau ngày 1 tháng 7 năm 2020 sẽ áp dụng ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng, bỏ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, đồng thời quy định đơn vị sự nghiệp công lập được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nếu viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự. Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu Sở Nội vụ Thanh Hóa, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các luật mới, đảm bảo chính xác, kịp thời. Nếu có phát sinh vướng mắc thì cần phải tập trung tháo gỡ ngay hoặc báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ xem xét giải quyết. Hôm qua ngày 14 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền đã dự lễ công bố và trao các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Thức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và đồng chí Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa được điều động giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền chúc mừng đồng chí Trần Văn Thức và đồng chí Tạ Hồng Lựu được nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận đánh giá cao quá trình rèn luyện phấn đấu và những thành tích đóng góp của hai đồng chí trên các cương vị công tác trước đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy kinh nghiệm, năng lực của bản thân cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh Thanh Hóa.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Thức và đồng chí Tạ Hồng Lựu bày tỏ niềm vinh dự và ý thức trách nhiệm của bản thân khi được phân công nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong ngày hôm qua 14 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã dự lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều động bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa giữ chức hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định đây là sự ghi nhận đánh giá của tỉnh đối với trình độ, năng lực, phẩm chất và những thành tích đóng góp của cá nhân đồng chí Hoàng Văn Thi, đồng thời cũng là sự quan tâm của tỉnh đối với Trường Đại học Hồng Đức, một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm mong muốn đồng chí Hoàng Văn Thi sẽ phát huy tốt năng lực lãnh đạo cùng với tập thể nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Trường Đại học Hồng Đức ngày càng vững mạnh, phát triển về mọi mặt. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo, cán bộ, giảng viên trong nhà trường quan tâm tạo điều kiện để đồng chí Hoàng Văn Thi hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Thi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu làm việc và cống hiến hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong trang tư liệu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, từ đại hội đến đại hội, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu khái quát nội dung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7 được tổ chức từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 1969 tại làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho 8 vạn đảng viên trong tỉnh. Đại hội đánh giá những thành tích hạn chế của 5 năm lãnh đạo chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Đại hội đề ra một số nhiệm vụ trong những năm 1970 đến năm 1972 là đảm bảo đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu của tiền tuyến lớn, tăng cường lực lượng vũ trang, giữ vững trật tự an ninh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa phương, phát triển kinh tế địa phương toàn diện, cân đối và với tốc độ nhanh với chỉ tiêu 5 tấn thóc 1 hectare trên diện tích 2 vụ lúa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 35 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết, bầu Ban thường vụ tỉnh ủy gồm 9 đồng chí, đồng chí Võ Nguyên Lượng được bầu làm Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Hiểu làm Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh, đồng chí Phạm Len làm Phó Bí thư Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo tại tỉnh Thanh Hóa đã được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Cuối năm 2019, Đông Sơn trở thành huyện thứ 3 của tỉnh Thanh Hóa, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đánh giá về kết quả này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân vận nói chung, phong trào dân vận khéo nói riêng trong việc vận động các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng, góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới. Trong 8 năm, toàn huyện đã huy động được gần 6.200 tỷ đồng trong chương trình này, trong đó nhân dân tham gia đóng gần 3.100 tỷ đồng. Xác định công tác dân vận là một trong những nội dung và nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua là cấp ủy, chính quyền trong toàn huyện đã tập trung quan tâm sâu sắc đến công tác dân vận, cho nên là trong nhiệm kỳ vừa qua chúng tôi đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh trong quần chúng nhân dân đã tự giác tham gia để toàn dân xây dựng nông thôn mới, và huyện đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2019 trước mốc thời gian là 1 năm. Sau hơn 10 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và nhân rộng được 8.400 mô hình điển hình dân vận khéo hoạt động hiệu quả. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, giải pháp đổi mới sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo với hình thức phong phú, đa dạng,
tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua. Qua đó đã góp phần gắn kết, thúc đẩy và tăng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, đơn vị. Tập hợp, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật đến với nhân dân, trên cơ sở đó để vận động nhân dân hiểu, nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật. Và trong cái công tác quản lý nhà nước thì đặc biệt quan tâm đến việc cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân được tốt hơn, tăng cái sự hài lòng của nhân dân, rồi tăng cường cái trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc phục vụ nhân dân và giảm các cái phiền hà, rồi giảm các cái thời gian cũng như chi phí đi lại của nhân dân khi thực hiện các cái thủ tục hành chính. Và đối với một trong những nhiệm vụ cũng rất là quan trọng trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đấy là công tác vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư của tỉnh, của thành phố trên địa bàn. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Ban Dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, trọng tâm là xây dựng những mô hình điển hình dân vận khéo, thực sự tiêu biểu, có tính bền vững, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện dân vận khéo trong cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Ban Dân vận tỉnh ủy cũng chú trọng tổ chức ra soát, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới. 20 năm qua, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Sức lan tỏa của phong trào đã góp phần ổn định an ninh chính trị, tạo bầu không khí dân chủ trong nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiến bộ, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên 5 nội dung, 7 phong trào. Trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hướng về cơ sở với nhiều hoạt động phong phú. Ban đầu là ngành văn hóa thông tin là tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân tỉnh, đó là nâng cao nhận thức cho cấp ủy chính quyền và đồng thời là xây dựng những điển hình và chỉ đạo để nhân dân diện rộng. Và từ trên những cái nội dung tập trung đi từ những cái cụ thể nhất, đó là xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa và xây dựng các thiết chế văn hóa, di tích, lịch sử, những trò chơi, trò diễn, đưa những hoạt động văn hóa quần chúng là tạo thành một cái động lực lớn để làm cho cái phong trào toàn dân là cái xây dựng đời sống văn hóa ngày càng nó được định hình và nó có cái sức sống vững chắc. Nhờ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các nội dung phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là đến năm 2019, số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ trên 81%, trên 71% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa, 340 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, chiếm trên 70%, hơn 37% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Toàn tỉnh có trên 50% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp huyện, hơn 17% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh. Có 8 thiết chế cấp tỉnh, 100% huyện, thị xã, thành phố có thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, 545 thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã và trên 4.000 thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được quản lý, khai thác hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh phong trào, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nga An thì thấy rằng đây là một cái nhiệm vụ mà rất là quan trọng cũng như là rất là hiệu quả để phát động ở toàn dân để xây dựng cái đời sống văn hóa ở trong dân cư. Trong cái thời gian vừa qua thì được rất nhiều các cái hộ gia đình
đã có cái sự đóng góp rất là lớn đối với lại quê hương, tạo ra cái sự đoàn kết trong nhân dân. Các phong trào học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến được các ngành, địa phương, đơn vị lồng ghép thực hiện với nhiều nội dung phong phú, khơi dậy tài năng trí tuệ của các tầng lớp cán bộ đảng viên, nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì sẽ phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về cái lĩnh vực văn hóa, phải tăng cường cái nguồn lực đầu tư của nhà nước để đẩy mạnh cái công tác xã hội hóa và khuyến khích các tổ chức, các cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các tổ chức các hoạt động văn hóa để tạo cái nền tảng để Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm về văn hóa của khu vực và cả nước, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 20 năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành phong trào tổng hợp, gắn kết các ngành, lĩnh vực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp quê hương, tạo động lực để xứ Thanh, địa linh nhân kiệt cất mình bay cao, bay xa với khát vọng thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, với sự đồng hành hỗ trợ của cấp ủy chính quyền và hội nông dân các cấp, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao, nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Gia đình chị Lê Thị Vân ở thôn 2 xã Đông Minh, huyện Đông Sơn là một trong những hộ nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền của huyện Đông Sơn. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, gia đình chị đã nhận thầu 3 hectare đất cấy một vụ lúa không ăn chắc để chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và các loại hoa cây cảnh ngắn ngày. Trong quá trình chuyển đổi, chị Vân được hộ nông dân huyện Đông Sơn hỗ trợ tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nên các loại cây trồng phát triển tốt, chất lượng đảm bảo, dễ tiêu thụ và được giá cao. Thu nhập thì hắn cũng ổn định. Một là cái việc mình bán cất đi, không phải là mình đi bán lẻ nữa. Hai nữa thu nhập thì một năm thì cũng được khoảng 500-600 triệu. Không chỉ gia đình chị Vân, từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Đông Sơn hiện đã có hàng nghìn hộ nông dân đạt thu nhập từ 200 triệu đồng một năm trở lên. Để mà nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thì hội nông dân huyện cũng đã tập trung chú trọng thực hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực như xây dựng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế, trong xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp. Và đồng thời bằng những việc làm cụ thể như là hỗ trợ các nguồn vốn, tổ chức tham quan học tập, rồi chuyển giao khoa học kỹ thuật để mà nhân rộng ở các mô hình điểm trên địa bàn toàn huyện. Nhằm thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, những năm qua, các cấp hội nông dân Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, các mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng với phương châm nông dân nhìn, nông dân học, nông dân làm theo. Qua phong trào, bình quân mỗi năm, hội thu hút gần 300.000 hộ nông dân đăng ký thi đua và có hơn 200.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, có điều kiện thành lập các doanh nghiệp hoặc các tổ hợp tác xã, đồng thời góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa nông sản quy mô lớn. Tăng cường cái việc là giao lưu, học hỏi, nhất là các cái mô hình điển hình tiên tiến để làm sao đó là từ một địa phương có thể nhân rộng ra nhiều cái địa phương khác, quan tâm đến việc là tập trung tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các cái vườn mẫu và cải tạo vườn tạp đã mang lại cái hiệu quả thiết thực cho sản xuất nông nghiệp trong thời gian vừa qua thì sẽ được nhân rộng trong thời gian tới, và làm như thế thì chắc chắn rằng là mình sẽ tạo ra một cái sản lượng hàng hóa tốt hơn và gắn với cái tiêu thụ ở trên thị trường. Cùng với đó, các cấp hội nông dân cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổng kết kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến. Nhờ đó, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 đã phát triển mạnh, có sức lan tỏa trong toàn tỉnh,
trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nông dân và xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu đến năm 2020, diện tích trồng gai đạt 2.000 ha, đến năm 2025 đạt 6.457 ha và ổn định đến năm 2030 tại 12 huyện trong tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, diện tích cây gai xanh mới chỉ đạt 154 ha, bằng 7,7% kế hoạch. Theo những người trồng gai ở huyện Cẩm Thủy và huyện Ngọc Lặc, nếu đầu tư bài bản, đúng kỹ thuật trên cùng thân đất, cây gai cho hiệu quả hơn hẳn các cây trồng khác như cây sắn, mía, keo hay cao su. Cái hiệu quả của cây gai á, so với các cái màu khác á, là hơn hẳn hơn rất nhiều. Khi trồng nhá, trồng chỉ cần 1 năm thôi thì là nó ăn với 10 năm sau. 10 năm sau là mình không phải trồng lại, không phải cày bừa, không phải trồng lại, có nghĩa không phải làm cỏ, không phải dùng cái thuốc trừ cỏ độc hại nữa. Mà 1 năm thì như cái cây này được 4 lứa. Một lứa thì nói chung là ví dụ một sào thì nó còn được khoảng tầm 40 cân. Đấy là khô đấy. Là tính giá nhà là được thành là 2 triệu. Tôi thấy thu nhập nó vẫn hơn các cái cây khác. Tại một số địa phương có diện tích trồng gai tập trung như Cẩm Thủy, giá trị hiệu quả sản xuất cây gai đạt khá. Lợi nhuận thu được từ 45 đến 50 triệu đồng hecta một năm đối với gai trồng năm đầu và khoảng 80 triệu đồng một năm một hecta đối với gai từ năm thứ hai. Sản phẩm chính của cây gai được đảm bảo đầu ra ổn định, các sản phẩm phụ được tận thu, tạo mối liên kết theo chuỗi giá trị. Cây gai là cây trồng một lần cho thu hoạch nhiều lần, nhiều năm, góp phần giảm chi phí đầu tư. Ngoài ra, cây gai còn góp phần tăng độ phì nhiêu cho đất, làm tơi xốp đất, chống xói mòn và bảo vệ đất hiệu quả. Hiệu quả là như vậy, nhưng sau 2 năm triển khai đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, diện tích trồng gai mới đạt khoảng 7,7% kế hoạch. Cái diện tích trồng gai đầu tiên ấy, nói chung là toàn xã là có 5 hecta, đến bây giờ hiện tại là còn là toàn xã là còn lại chỉ còn 1 hecta. Nói chung bà con này, nói chung là đã phá bỏ đi chuyển sang trồng cây mía và cây ngô. Nguyên nhân chính được xác định là do nhà máy sản xuất sợi dệt của công ty An Phước chưa đi vào hoạt động, khiến người dân chưa yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Ngoài ra, sự phối hợp giữa công ty An Phước với các địa phương để triển khai các giải pháp phát triển mở rộng vùng nguyên liệu chưa được quan tâm. Việc mở rộng diện tích cái vùng nguyên liệu cho nhà máy thì trong thời gian qua đã tích cực triển khai nhưng mà nó đang gặp một số cái khó khăn. Thứ nhất là cái nhà máy nó chưa đi vào hoạt động thì công tác thu mua cái nguyên liệu thì nó cũng chưa được tổ chức một cách bài bản. Cái thứ hai nữa là cái tư tưởng của bà con thì trong cái việc triển khai cây gai thì cũng đang còn trông chờ vào những cái chính sách. Hiện nay thì cái chính sách của cây gai đối với tỉnh, cấp huyện và của nhà máy thì nó cũng chưa rõ ràng, chưa triển khai được cái chính sách phù hợp để khuyến khích bà con mở rộng. Tới đây, nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy của công ty An Phước sẽ đi vào hoạt động, nhu cầu nguyên liệu gai sẽ rất lớn. Từ giai đoạn tháng 10 đến giai đoạn quý 2 năm 2021, thì chúng tôi sẽ đảm bảo để ổn định sản xuất 1 ca, để mà đạt được đủ cái công suất cho nhà máy chạy ổn định 2 ca, thì sẽ cần gần 2.000 ha. Do vậy, điều quan trọng trong lúc này là nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong việc phối hợp phát triển vùng nguyên liệu gai giữa công ty, chính quyền các địa phương và người nông dân. Công ty An Phước cũng cần xây dựng và thực hiện các chính sách nguồn lực phát triển vùng nguyên liệu hợp lý, bên cạnh việc thực hiện các cơ chế bao tiêu sản phẩm, đảm bảo hài hòa và chia sẻ lợi ích với người trồng gai. Có như vậy, niềm tin của người dân về lợi ích của cây gai mới được củng cố để yên tâm mở rộng diện tích sản xuất. Dự kiến trong kế hoạch sản xuất của ngành trồng trọt năm 2021, cây gai sẽ được đưa vào danh sách cây trồng chủ lực với những cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp. Đây cũng sẽ là điều kiện quan trọng để diện tích trồng gai đảm bảo mục tiêu đề án đã đặt ra. Thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đạt và vượt các nhóm chỉ tiêu đề ra. Trong đó, toàn tỉnh ước đón được trên 42,5 triệu lượt khách, gấp 2 lần so với tổng lượng khách giai đoạn 2011-2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,6% trên một năm. Tổng thu từ du lịch trong giai đoạn này ước đạt gần 60.000 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với giai đoạn 2011-2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 31,7% một năm.
chương trình đã tạo được sự lan tỏa và đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên về phát triển du lịch đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương có tài nguyên du lịch nổi trội đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực và thu hút đầu tư phát triển nhiều loại hình dịch vụ du lịch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của du khách cũng như yêu cầu hội nhập. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.